Có không anh? Mai nghỉ hè sớm nha em. Dạ, chóng thi rồi nghỉ luôn chứ. Học lớp mấy rồi? 4 đang 5 lớp 5. Học giỏi không? Rồi, tương lai làm lớn đủ quá. Tương lai là đủ quá, đi dốt rồi đó. Chú không có nào chạy một tay, còn tay quay luôn chú. Thôi để chạy một tay coi. Thôi chú ngủ quá trời ha. Ham nè, ham đi theo nè. Máy nồi quá trời, ham lấy chết luôn. Theo kiếm mấy con kè nha. Để Nam đi rồi, đi rồi. Hai bữa nay không có con tôm nào chứ. Trời ơi, kỳ vậy. Thôi bỏ con tôm chết á. Chết rồi, bỏ con chết rồi hả? Dục con đó luôn đi con. Vậy mà nó còn sống được mấy ngày. Phóng xanh nó đi, thả nó đi. Tội nó. Con gì vậy? Cá rô hả? Cho chú coi cái cây. À, cá rô biển. Thả luôn hả? Thả luôn đi. Thả ở đây nè. Rồi. Còn nhiều lắm mà chú. Nhiều lắm hả? Ừ. Cá rô nó bự quá. Tiếp theo chỉ có trách nhiệm là phóng xanh thôi hả? Cái con biển không lớn nổi thôi, nhỏ nhỏ luôn. Đó, con đó cũng trọng trọng nè. Phóng xanh luôn. Xanh luôn. Kết nào? À. Để con cái này trước cái này. Không có cái chiếc cỏ mà. Hôm qua dính hai cái chiếc cỏ luôn, cái chiếc nhỏ mà. Nhỏ mà không bự hả? Cái chơi nữa nè. Kể nó đi. Cho vô trong cho thở oxy cho khỏe đi. Hay ha. Làm được cái chơi đó xúc vô tiếp nặng quá à, xúc không nổi hả? À, lành nghề rồi đó, cho 3 tháng hè đi theo lụm cá mệt nghỉ luôn. Không bỏ vô vợ lấy đồ xúc để nó đông vô tay á, tét tay á, tét tay mà không bằng thành lúc đâu. Hồi lúc có qua đứa à. Trời ơi con cá nó quăng hai lần. Không vô được đâu. Học viên mới mà. Này theo đuổi xuống đi bắt cá mà bắt còn không xong nữa cha ư. Cái chép này vậy ra con ơi. Cái đó vô đó luôn. Để vô kết luôn. Cái đó đâu phải cái chép đâu. Cái phi hồng. Cái con phi hồng. Có nữa ta. Rồi lấy tay khiều xuống. Hiểu. Mọi
luôn. Điều này có lý à. Bắt 10 thả 3. Có lộn. Bắt 7 thả 3 chứ. Gọi xe máy đi. Giật không nổi. Đi máy con giật còn nổi chứ không nổi. Ngán giật lên. Mới có tập sự à. Dữ ta. Cái này hôm qua bị đổ hả? Giọng đổ cho tối cũng đỡ. Nhưng em dở mình không có cá mà không bỏ gì luôn. Đổ cái ra ống nó dùng cái cá lên thở không được nó chết. À. Trời. Dở rồi. Không có. Không đổ để cá chết. Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Ăn dân thủ quản luôn rồi đó. Trời ơi, cá quá trời cá luôn. Mà cá nhẻo mà. Yeah. Trắng luôn. Mì sống cũng ngon. Cá nước mà con bị chết dữ thằng ông này. Trắng luôn mà chết. Chứ nó chết bữa hai bữa là cũng hết rồi năm nay mà nó dai với nó chết hoài. Nó sạch phẹn chết đầu rồi cứ nó lạnh luôn. Ôi con ớt luôn, con ớt đây rồi. Ớt cà phá ớt. Uống quá trời. Ớt cà phá đổ ra luôn. Cứ cá cho chụp tí. Ít ruộng luôn ha, ít ruộng luôn. Tự mạng xe chữ. Đây là khô. Chưa xịt. Chưa. Mất còn tươi. Chết luôn. Mất còn tươi chưa có xịt. Làm khô được. Nhưng mà chẳng thúi nha. Lỗi quá rễ cây. Ủa? À cái ống thở này ha. Rồi cá chết nữa. Còn đuôi không anh? Làm nghề khó khăn mà còn bị phá hoài. Có cá chắc cũng chết hết á. Đứt ống thở rồi, không đâu lên thở rồi nó chết hết.
à chết. Ngọt quá chết chưa. Có khi nào con kỳ đà con cá sấu bự leo lên đứt không? Dở lên cái nó nằm một đống trong đó chắc có cười dữ à. Ngoài nằm trong đó chắc cũng chết, không thở được. Sao sống đọt quá chết. Nặng không? Quá trời cá luôn. Đất nó không ngon lên nhỏ được sình á. Ồ nhóc chơi nó là tiếng màu thằng ơi khỏe bữa rồi không dữ quá. Bà coi cái huy chanh này để đâu bà coi, bỏ thí đó đi. Anh em hỏi anh làm bán nhiêu tiền cái để biết anh em đặt vài chục cái. Cái này bán cỡ 2 triệu mới được. À. Vậy là anh này lưu thái mà lưu tốt thôi à. Dạ. Ta hỏi quá trời hỏi. Hỏi cách chia sẻ, cách xuống nữa. Mà em nói một năm, một hai năm mới xuống lần chứ đâu phải xuống thường đâu. Tại lưới này khi nào nó hư được, xuống nằm nền nó nằm luôn vậy đó. Ở ít có dịp quay xuống cho mấy bạn coi. Còn cái này đúng xài chứ anh xài còn 5 năm mà hả? Xài cả 2 năm. Lưới thì nó không có mục mà sợ chuột cắn nha. Dạ, chứ thấy lưới này lâu lắm rồi nè. Thì nó không có sợ mọc hộp, sợ là sợ chuột cắn. Dạ. Quá trời cá con, nó không khỏe chết luôn á. Ok. Trời cá còn có chục ký mà. Cái này hay có tôm lắm nè. Có là hên đó nha, nay chưa không thấy con tôm nào hết rồi. Thường ngày chú đi thấy tôm quá trời luôn. Đây có con này theo bữa xui là không có tôm. Rồi xong rồi. Con Tư nói em xui kìa. Lại nhìn coi có tôm không chứ. Trời luôn cá. Quá trời không gầy không có nước đấy mà xả mấy cái bầu này. Vô ba cái ly ba cái bọc gì. Bích dịch hết trơn nè. Coi cái dòng vừa đóng quá trời. Đó bị. Ôi thầm. Vô bánh à? 2 cục 3 bụng. Vô bánh rồi không? Bánh rồi ăn ủi cái cuối cùng luôn. Mùi gì thúi thôi ta. Mùi tao chết rồi giờ. Thích
thơm muốn chết luôn nữa. Mày ghiền cái mùi này mày đi theo mày nói gì? Hay có xì hơi không đó không? Không. Cái trà này cái này ngon quá ha. Cái lóc nó thật. Thấy cuối cùng rồi. Đời sống đơn giản con. Dạ, video đời sống giả đến đây kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của đời sống giả. Xin chào, hẹn gặp lại video sau nha.